Chào mừng em đã quay trở lại với tựa game là 5 anh em siêu nhân Power Ranger và Mia Thanh Nhezi đây. Thì nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Và chúng ta sẽ đi mở cái Corruption Box này ra để xem trong này nó sẽ có cái gì nha. Trong này nó sẽ có cái Power Coin cộng 57 này, một số đồ đạc, xem là có gì ngon không. Người đá Kimberly Ray này. Jamoran Legendary siêu nhân vàng của siêu nhân hải tặc đây. Energy cũng không có nhiều thứ lắm. Những cái này thì mình không cần thiết cho lắm. Để lúc nào đó chúng ta có tấm thẻ của cái con siêu nhân vàng hải tặc thì nó sẽ lắp ghép vào. Dino Changer, cái thằng mà gọi là sao, nó có một cái súng phun lửa hay súng phun băng gì đó. Jackson, siêu nhân Zero này. Koda Ray này. Ghê ta, 67/100. Chúng ta sẽ có một nhân vật mới đây, Power Ranger Galaxy, Lost Galaxy. Mình biết nhân vật này. Đây là yêu quái bên siêu nhân Thiên Hà, Giải Ngân Hà đây. Galaxy, rồi. Tiếp tục mở mấy cái hòm này ra cái. Trong này thì cũng không có nhiều thứ lắm đâu, chỉ có một số đồ cơ bản như này thôi. Và chúng ta sẽ vào thôi. Ở đây nó sẽ có một cái sự kiện mới đang diễn ra khá là hay. Thì chúng ta có thể chọn cũng như thế cái sự kiện lần trước thôi. Chúng ta có thể chọn các siêu nhân để chúng ta vào và chiến đấu tính điểm. Hiện tại thì mình đang chọn siêu nhân của bên Power Ranger Turbo. Đây, nó có hai chiêu Special này. Primer, cũng là Special Primer này. Đây là hai chiêu, nhìn chung thì mình không có chiêu thủ. Team mình là một team full tấn công à. Còn bây giờ sẽ chơi như thế nào đây? Chúng ta sẽ vào nào. Và mình sẽ điều khiển Super siêu nhân Zero. Tiến lên nào. Trong lần này có một thằng siêu nhân đen của Galaxy khá đẹp. Tiếp mình sẽ cho anh em xem. Rồi, chúng ta sẽ tiến lên nào. Vào, let's go baby. Siêu nhân trắng à? Siêu nhân bạc. Ghê vậy. Vào đây, hay lắm. Được rồi. Này này, khá tốt. Úi dồi ôi, thấm phết nhờ. Úi dồi, Bắn, thôi xịt rồi anh em. Một phát này, ôi mít rồi. Thế chứ nhờ. Đài mất. Trên thời gian kìa. Nhờ này, combo, bắn nó. Ôi, máu kìa. Làm sao bây giờ, sắp chết rồi. Vào đây, chết ngay, sút lên trời, hay lắm. Chúng ta đất ngược tình thế, wow, khó phết. You win, yes. Chúng ta sẽ lên được cái tổng số score, mình sẽ được tăng thêm một số điểm. 677 rồi. Game này là một game mình đánh giá là cực hay, anh em nên tải về và chơi. Có thể là rất là khó, khá là khó đấy. Tính toán skill là cho hợp lý và cộng thêm một chút may mắn nữa. Nó không phải là một cái game theo kiểu turn based theo luật đâu, mà cứ mạnh hơn là thắng đâu. Nó dạng sẽ như kiểu là chúng ta vừa phải đối kháng thời gian thực này, vừa phải lựa chọn là chiêu thức này. Wow, xuyên đỏ, xuyên gì đây? 1, vào này, phản đòn, hay, năng lượng xanh kìa, vãi lúa rồi. Vào đây này, tiếp tục, giật xét nó, hay, 3.900 kìa. Mình mất thằng kia rồi, anh em. Mày nhờn này. Vào đây, hay. Quá nhanh. Yeah. Nó tấn công rất là tốt. Nhưng mà mình đã kịp thời phản lại. Ghê ta. Cái trò này cũng có khá nhiều người Việt Nam chơi đấy. Này, cái điểm số, cái score mình càng tăng thì cái rank của mình nó sẽ cũng tăng theo. Có nghĩa là rank nó sẽ giảm xuống ấy. Một sẽ là số to nhất. Đấy, hiện tại rank của mình đang là tầm khoảng 10k, khá là cao, thật sự khá là cao.
rank khá cao thì phần thưởng sẽ là thấp, còn phải rank càng nhỏ thì đó mới là cái thứ hạng tốt được, thì chúng ta sẽ quáng xuống dưới 10.000 cơ ván phấn đấu ở tầm khoảng 6-7.000 gì đó, nhận cái hòm mà được rồi, chứ vị trí đầu tiên là khó lắm. Lên, đây là dàn xuyên nhân đỏ đúng không? Xuyên đỏ có cái năng lượng xanh xanh ấy, khó chịu lắm. One. Bắn này. Vào đây, hay. Toàn bộ năng lượng của mình đấy. Ôi giời ơi. Thôi xong rồi. Không còn gì để có thể ấy được à? Sút này. Toàn bộ năng lượng luôn. Vào đây. Quá nhanh luôn. Xuyên này khỏe quá anh em ạ. Phải nói rằng xuyên này quá khỏe. Rồi. Giơ tay hướng về các vì sao. Xuyên Zero. Chúng ta đã thắng được, lấy được hơn cái điểm score mình là 11.164 rồi. Rank này giảm xuống còn hơn 7k này. Tốt phết. Cảm giác mình xuyên này rất là khỏe. Khỏe hơn rất là nhiều so với những siêu nhân mình từng đánh, ví dụ như là siêu nhân khủng long đen này không mạnh bằng này, siêu nhân trắng cũng không mạnh bằng này được, này tốc độ nhanh lắm, chiêu thức ra nhanh sướng. Siêu nhân xanh này, wow, 3, 2, 1, go. Vãi chưởng rồi, được rồi. Ôi hay, tốt vãi chưởng luôn. Ôi xoay, vẫn thằng đấy đúng không? Này. Ôi trời ơi, khả năng thủ và phản công tốt nhờ. Này, ta biết trưởng mày rồi nhá. Bắn. Rồi ok, let's go. Ôi, lại cái thằng siêu nhân thời gian này. Khó chịu bậc nhất luôn đấy. Nhìn thấy chiêu mày rồi. Có đơ không? Vào đây. Counter. Chết đi em. Một phát bắn. Hay, lật ngược tình thế. Hay quá nhờ. Mình đợi nó đánh. Mình biết vào đây nó sẽ tấn công mình rồi, nên mình sẽ cho nó một phát thủ. Tuyệt vời. Chỉ số mình tăng cao. Và rank của mình sẽ giảm xuống còn khoảng 5k2 thôi. Hay quá nhờ. Score tiến triển quá tốt. Quá là ổn luôn. Nào, chúng ta sẽ vào và xem sẽ chiến đấu với ai tiếp theo đây. Mình có tận 3 trận thua cơ. Như thế này thì làm sao mà có thể dừng siêu nhân khác nhỉ? Let's go. Wow. Yeah, thằng châu đen kìa. Oh, nó tốt lắm này. Tốt nhé. Vào đây. Nguồn năng lượng này anh em. Vào đây này. Ôi giời. Thôi xong rồi. Ui. Kết thúc này. Trời. Hay quá. Chúng ta có hai thằng siêu nhân kết hợp với mình. Một là thằng tuyệt vời, chúng ta lại càng lên cái chỉ số hơn 1603 rồi. Và mình chưa có dấu hiệu dừng lại. Mình chưa thua một trận nào này. Tốt thế nhờ. Đây là cái thành tích tốt nhất mà chúng ta từng chơi đấy. Yes. Trận đấu căng thẳng giữa hai siêu nhân với nhau. Rồi để mình sẽ cố gắng để test thử cho anh em thằng siêu nhân kia. Nhưng mình phải thua 3 trận liên tiếp cơ thì mình ra mới có thể test được. Let's go. Siêu nhân Remy. Thằng này siêu nhân đỏ. Siêu rồi. Oh, hay. Tốt vãi trưởng. Không được. Hay quá. Này.
này này. Nào, 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 nào. Thôi vào quả này mình sẽ bị chết rồi. Rồi, ok, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, lên. Không chết được kìa. Thôi xong tôi rồi, quả đấy. Vội quá, tí thì mình có thể giết được thằng này không? Ai chà. Đi lâu rồi, cho ai thua một trận nha. Căng thẳng phết đấy. Butter, mình vẫn lên được điểm, rank của mình vẫn đang tăng. Rank của mình hiện tại đang là 3k. Đã khó chơi đây. Chúng ta sẽ còn 2 trận nữa. Gặp đối đấy, càng lên cao nó sẽ càng khó mà. Những cái bọn mà bằng rank mình thì nó sẽ đấu với mình. Ôi giời, thằng kia có FT mình hạ được. Xem nào, xuyên nhân gì đây? Xuyên hồng à? Xuyên hồng khó chịu lắm. Nó cực kỳ khó chịu xuyên hồng. Oh. Đây này, lừa đấy em ơi. Ôi giời, cái chiêu đặc biệt của nó. Chiêu đặc biệt này. Sút lên trời, lên trời. Phá giáp đúng không? Kết thúc, không được. Chết, ui ôi, kìa. Nào, kết thúc, ôi ơi, không được kìa. Đừng vừa thua nhá, trận này mình đang thắng cơ mà. Nào này, tí thì thua ngược. Ghê phết, sơn hồng này. Wow, you win rồi, hay quá. Chúng ta sẽ sang trận tiếp theo, sơn hồng đang đánh hay đúng không? 1897 rồi, rank của mình đang giảm xuống là khoảng 2k, tốt nhờ. 1897 mình sẽ cố gắng lên khoảng 2k score. Khó đấy nhưng mà cố gắng rồi. Nhưng mà cột mốc nó cao quá, làm sao mà vượt qua đây. Nếu mà không vượt qua thì mình sẽ bị giảm cái rank. Ok, cứ cố gắng hết sức để xem chiến đấu được đến lúc nào thì chiến đấu thôi. Asia. Để server châu Á. Có khi còn lên được 1000 nữa, rank 1000 nữa. Đây rồi. Thằng siêu nhân này thì chưa biết sẽ đánh thế nào đây. Tốt này. Dây chun ở Việt Nam kìa. Mình hết chiêu rồi. Ôi tốt nhờ. Hay quá. Wow. Try out luôn. Tốt thật, thầy đánh hay thế. Khả năng phòng thủ tấn công tuyệt vời luôn đấy. Thầy đá cực kìa tuyệt vời luôn. Dây chun Việt Nam đánh ghê lắm, bá cháy lắm. Mấy Việt Nam chắc cố gắng sẽ lên được tầm khoảng 2k. Phòng thủ tấn công tuyệt hảo quả đấy nhỉ. Nó có một chiêu là xoay người và bắn mình một phát. Hay, nó rất là hay. Mình có khả năng bắn mà. Lại thằng lúc nãy rồi, trời. 2, 1, go. Nào này, đứng này. Ai da. Vào đây này, đánh nhau đây. Tiến lên. Ôi. Tốt vãi trưởng ra. Vào đây này. Mày nhờn này. Này này. Ôi giời ơi, hai. Đây này, phòng ngự phản công. Và thằng này đã chết. Yes. Một đều thôi em.
chưa thắng lại ai đâu. Đấu lại với thằng kia kìa. Mình phải thắng nó xong mình mới vượt qua được à? Ghê. Rank mình là 1627 rồi. Wow. Liệu rằng có thể là lọt vào trong top 100 những người khỏe nhất không? Hay quá. Trận này đánh hay quá anh em. Nhưng mà nhìn chung thằng này rất là khỏe. Chắc là mình sẽ cố gắng lấy thằng này. Tốc độ ra chiều rất là nhanh nha. À, xem phải đối đầu lại với Việt Nam không hay là thằng khác đây. Đó. Lại thằng đấy ngoài không? À, thằng khác. Nó có một con mới kìa. Oh, wow. Tốt vãi chưởng. Không được rồi. Này, strike out. Tốt nhờ. Vào đây. Ui, gần chết rồi thôi. Đã đài rồi game. Không thể nào mà trụ được nữa rồi. Đến đây là cố gắng hết sức rồi đấy. Và chúng ta đã thua đủ 3 trận anh em. Cái mức cao nhất của chúng ta có thể đạt được đó chính là 2220 score. Best rồi đấy. Đây, và hiện tại thì chúng ta sẽ đang đứng thứ bao nhiêu đây? Để mình xem nhá. Rank của mình là 1441. Đấy. Đây là xem cái bảng tổng số đây. High score 6000. Làm sao mình có thể vượt qua được cái bọn này đây? Có Việt Nam trong này không? Không, làm gì có. Toàn là người nước ngoài thôi. Dark Lost. Đây toàn là cao thủ, siêu cao thủ này. Không, mình không thể nào trong cái này được. 4k rank dây chun này. À, cái thằng dây chun mà lúc mình đánh nhau với nó này. Đúng không ta? Đúng rồi, level 8 này. Thấy chưa? Việt Nam này anh em kinh phết. Và nó là khoảng 3k9 rank thôi. Mình đánh được thắng nó được một trận, thua một trận. Việt Nam có mỗi thằng đấy thôi à? Có thằng nào khác không? Không có. Deadpool. Đây là top 100 thôi. Toàn Thiên top 104 này. Mình là hơn 2k đúng không? Làm sao mình có thể tìm được cái vị trí của mình đây? Đấy, tùy từng cái gọi là cái rank thì nó sẽ được phần thưởng khác nhau. Và ok, chúng ta sẽ kết thúc tập này nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Power Ranger 5 anh em siêu nhân. Bye bye.